Con nay quy y Đức Phật A Di Đà, vô lượng thọ, vô lượng quang Như Lai, nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của ngài đều có được tính tâm kiên cố nơi bản nguyện siêu thắng và cõi nước cực lạc thanh tịnh trang nghiêm. Con nay quy y pháp môn tịnh độ, tính nguyện trì danh cầu sanh cực lạc, nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được họ trị tu tập phương tiện thành Phật tối thắng con nay quy y đức quan thế âm bồ tát đức đại thế chí bồ tát và thanh tịnh đại hại chúng bồ tát nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát bồ đề tâm sanh về cực lạc nhập thanh tịnh chúng chóng thành phật đạo tịnh độ đại kinh giải diễn nghĩa chủ giảng lão pháp sư tịnh phân biên dịch minh tuệ biên tập bình minh thời gian ngày 18 tháng 7 năm 2011 địa điểm Phật Đà Giáo Dục Hiệp Hội Hồng Kông tập 501 chư vị pháp sư chư vị đồng học mời ngồi xuống Mời xem Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kim dài Trang 623 Hàng thứ năm Chữ cuối cùng Câu cùng căn bản giả dạ. Bắt đầu xem từ đó Căn bản Là bản thể Tự thể căn bản Của tất cả các Pháp đây là danh từ triết học mang nghĩa giống chữ bản thể được nói trong phật pháp nguồn gốc của dạng pháp dạng pháp được sinh ra từ đó khắp cả vũ trụ Kinh Đại Nhật Viết Nhất Thân và Nhị Thân Cho đến vô lượng thân Cùng nhập bản thể Lần trước chúng ta đã học đến đây Thân là thứ có hình, có tướng Đều được gọi là thân Giá vật trong trời đất Nhỏ như một hạt bụi Nó cũng có hình thể Cũng được gọi là thân Có cây hoa lá Cũng được gọi là thân Bởi thì Vô lượng thân nghĩa là Vô lượng dạng vật Cùng một bản thể Cùng một tự tăng Ở đây muốn nói rõ nghĩa gốc Ý của danh từ này là Nghĩa lý Lại bản là bản tâm Tức nguồn gốc của tự tâm Là bản tánh Là tánh được dụng có Đây là những câu rất quan trọng Nói đến Bản thể của giáo Pháp Thật sự Chỉ có giáo Pháp Đại Thừa Mới nói một cách cụ thể Rốt rào Đến bây giờ Khoa học và triết học Vẫn chưa định nghĩa được Có nhiều cách nói khác nhau nhưng không thể khiến mọi người tâm phục khẩu phục Đều là cách dọa đoán cá nhân Do dùng những danh từ giả thiết Giải thích không đến nơi đến chung Điều này Chúng ta có thể tưởng tượng được Nếu chưa tận mắt nhìn thấy chắc chắn không thể nói một cách cụ thể được trong phật pháp các vị tổ sư ngày trước công phu thật sự đạt đến minh tâm kiên tanh họ sẽ nhìn thấy phật pháp gọi đó là kiên tánh, nghĩa là bạn tánh, nhìn thấy được bản thể Đạt đến trình độ đó mới có thể nói một cách cụ thể rõ ràng Như giọng tận hoàng nguyên quán Quốc sư hiện thủ Là một người sống đầu đời nhà đường Quốc sư là một vị tổ thứ ba tầng hoa nghiêm Mở đầu hoàng nguyên quán Ngài đã chỉ rõ Tịnh thanh tịnh diên minh thể của tự tăng Ngài dành cả một đoạn đầu Để nói về vấn đề bản thể Từ bản thể sẽ sanh ra hiện tượng Nghĩa là khởi nhị dụng hai loại tác dụng này chính là y báo và chánh báo. Chánh báo là bản thân ta. Y báo là môi trường sống xung quanh chúng ta. Những người sống trong môi trường đó cũng là y báo, không phải chánh báo. Chư Phật Bồ Tát là y báo của chúng ta. Chánh bao chắc chắn là của chúng ta Mỗi cá nhân chính là chánh bao Ta phải nắm rõ vấn đề này Chánh bao không chỉ nói về chúng sanh hữu tình Chúng sanh hữu tình rất đông Bởi thì ta phải hiểu thật chi tiết Vì y chánh trạng nghiêm. Ta có mặt cùng lúc với vũ trụ vấn đề này được hoàng nguyên Quang nói rất cụ thể có ta liền có vũ trụ có vũ trụ liền có ta nó có mặt như thế nào khi mê muội liền có mặt khi giác ngộ thì ta cũng không mà vũ trụ cũng chẳng có tất cả những thứ đó là huyện tương nó không có thật vì sao là hiện tượng Nó có sanh có diệt Đã có sanh diệt thì không thật Thứ chân thật chỉ là bản thể Bản thể không sanh không diệt Nên nó là thật Có sanh diệt Thì nó có nhiễm tình Có thiện ác Khi nó phát triển Chính là Loại thứ hai Trong ba loại chủ biến Xuất sanh vô tận Ngày nay chúng ta gọi nó là Viên nào vô tận Tập khí vô tầng nghiệp vô tận tạo ra vô lượng vô biên nghiệp, quả báo cũng vô lượng vô biên đây gọi là xuất sanh vô tận khi chúng ta khởi tâm động niệm bản thân chúng ta không nhận thấy nhưng thật sự đã có quả báo khởi tâm thiện thì có quả báo thiện Khởi tâm ác thì có quả báo ác không thiện ác gọi là vô ký tánh vô ký tánh cũng có quả báo quả báo của vô ký tánh là vô minh phiên não này phật pháp gọi là ngô si hoặc chúng ta thường gọi chúng bằng một danh từ hơi khó nghe đó là ngốc quả bao của vô kỳ không thiền không an họ không có trí tuệ không giống phật bồ tát phật bồ tát vô tri nhưng lại vô sợ bất tri còn những người này thật sự vô tri không biết mọi thứ gì nên gọi là vô minh Trong cõi lục đạo của chúng ta Tầng trời thứ nhất trong cõi trời tứ thiền gọi là Ngoại thiên đạo Vô tưởng thiên Họ không có một ý niệm gì Họ không biết một thứ gì Vô tưởng thiên là Quả báo của việc tu vô tưởng định Không mong muốn gì cả Kể cả nhiễm tịnh thiện a Có lúc nào chúng ta rơi vào trạng thái như thế không? Có Không thể nói không có Có Nói cách khác Có cảm ứng với Vô tượng thiên Ý niệm nào của chúng ta mạnh Thì quả báo đo sẽ đến trước cái nào trước, cái nào sau, không nhất định. Khi nào quyết định, thì sắp làm chung. Khi sắp làm chung, thiện niệm mạnh sẽ theo đường thiện. Ác niệm mạnh sẽ đi theo đường ác. À. Tình niệm mạnh, ta sẽ đi vào cõi tứ thánh. Niệm những người tu niệm Phật Khi sắp lâm chung Nếu tâm niệm Phật mạnh Họ sẽ đến thế giới cực lạc Niệm Phật suốt đời Cho đến niệm cuối cùng Nếu vẫn tham sân si Thì vẫn đọa vào ba đường ác Đây là những điều mà Pháp Sư quán Đạnh đã nói Người niệm Phật có một trăm thứ quả báo khác nhau Trong tác phẩm Đại Thế Chí Bồ Tát Duyên Thông Chương Sớ sau Trang cuối đề cập đến Một trăm thứ quả báo của người niệm Phật Nghe nói rất quá lý Thứ nhất là địa ngục Loại cuối cùng Loại thứ một trăm là thượng phẩm thường sanh Ai quyết định Không ai quyết định cả Tự mình quyết định lấy Nhất thiết duy tâm tạo Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh Đây là điều Đức Phật thường nhắc nhở Người xưa có câu Hành hữu bất đắc Phản cầu chưa kỳ đây là câu nói rất có lý Chúng ta xem Những điều đã nói trong kinh điển Đặc biệt là ba thứ chu biến Với tâm đồng niệm Thứ nhất là chu biến Pháp giới Ngày nay chúng ta đã biết Tại sao nó có năng lượng lớn như thế Bởi vì nó là tánh đức Hiện tượng vật chất Do ba động hình thành Tần suất ba động không giống nhau Tần suất chậm Biến thành hiện tượng vật chất dạng rắn à, Ngày nay chúng đúng ta gọi là vật chất Ta lại gia gọi là cảnh giới tương Đó là do tầng suất chậm à, số Tần suất nhanh sẽ biến thành thể lỏng Nhanh hơn đúng. chút nữa biến thành thể khí à, Nhanh hơn nữa đúng. biến thành dạng sóng Sóng điện tử Sóng điện tử này là sóng điện từ trong tự tâm Không phải sóng điện từ trong vật lý Vì tốc độ sóng điện từ trong vật lý rất chậm Sóng điện từ trong tự tánh Vừa chuyển động liền chu biện pháp giới Bởi thế khi chúng ta khởi tâm Là ba động của ý thức còn vật chất thì sao Đương nhiên vật chất là chuyển động Nếu nó không chuyển động thì vật chất đó sẽ không tồn tại Không còn nữa Vì chuyển động nên nó mới tồn tại Chủ biện pháp giới Ai mà không biết Thân thể chúng ta đi Bao gồm hiện tượng vật chất Và hiện tượng tinh thần Cả hai thứ ba động này Đều chưa biện pháp giới Mỗi niệm đều chưa biện pháp giới Quý vị nên biết niệm này Chính là một niệm mà Bồ Tát Di Lạc nói Một khảy ngón tay bằng 32 trăm ừ ngàn niệm Chính là nói đến niệm này Chúng ta không thể kiểm soát được Nếu trong một giây chúng ta khảy được năm lần Thì một giây đã có một ngàn sáu trăm triệu lần Tần suất rất cao Mỗi tần suất đều chu biện phạt giới Bản thân chúng ta là Một cái máy phát xạ không hề gián đoạn nếu gián đoạn thì tốt quá gián đoạn thì đã thành phật rồi chưa bao giờ gián đoạn thân thể đã chết rồi ba động của vật chất không còn nữa nhưng ba động của ý niệm vẫn còn ý niệm đó tiếp tục tìm kiếm một cơ thể khác đây là hiện tượng đầu thai Nó tiếp tục tìm kiếm một cơ thể khác Đây là luân hồi lục đạo Đồng thời cơ thể chúng ta cũng là một máy thu nhận Tất cả những hiện tượng trong biến pháp giới hư không giới Những hiện tượng vật chất, hiện tượng tinh thần Ba động của nó đều chủ biến pháp giới Liệu chúng ta có thể nhận được không? Tất nhiên có thể nhận được Nhận được thế nào? Cơ thể của chúng ta không linh hoạt Bị sự cố Tuy nhận được nhưng không cảm ứng chứ không phải không nhận được thật sự nhận được khi nào sự cố này được khắc phục và cảm ứng của chúng ta được phục hồi buông bỏ tập khí tiền nào thì nó sẽ linh hoạt quý vị buông một chút thì sẽ có tác dụng một chút đấy chính là thông linh mà hiện nay người ta nói chỉ thế thôi vì sao họ thấy cái chúng ta không thấy được Nghe được cái chúng ta không nghe được Nhận được những tín hiệu chúng ta không nhận được Họ có thể nhận được Kỳ tự tất cả đều giống nhau Về một phương diện nào đó Họ đã buông nhiều hơn chúng ta Không còn phân biệt chập trước Nên họ có thể nhận được Chúng tôi đưa ra một thí dụ thật đơn giản Bản thân chúng tôi đã gặp Rất nhiều người ốp đồng đến tìm tôi Cho tôi biết một vài hiện tượng áp dông Hiện tượng áp dông Không phải chính họ nói Tôi hỏi những người bị áp dông Quý vị đến gặp tôi có chuyện gì Sao quý vị không tìm người khác Họ trả lời rất có lý Họ nói vì tôi tin Có nghĩa là vì tôi tin Những chứa ngại sẽ không còn Nên họ mới đến tìm tôi Người không tin sẽ nói Đấy chỉ là những lời nhảm nhí Họ sẽ không tìm đến Những tin tức của họ nói ra hay không Có nói với quý vị Dẫn gửi cho quý vị Nhưng quý vị không có cảm ứng Từ điểm nhỏ nhòi ý chúng ta có thể cảm nhận được Nếu một bộ phận nào đây Không bị cách trở Thì bộ phận đó được khai thông trước Hoặc được nhìn thấy Đây được gọi là thiên nhạc Nhìn không thấy nhưng nghe được gọi là thiên nhị Nghe không rõ nhưng cảm nhận được Cảm nhận không sai lầm Kỳ thực đó là bản năng Của sáu căn chúng ta Nếu ta thật sự buông bỏ khởi tâm đồng niệm phân biệt chập trước Quý vị có thể thấy được Nghe được cả biến pháp giới hư không giới Chẳng phải là rất ồn náo sao Không phải Muốn nghe là nghe được Không muốn nghe thì thôi Đức Thế Tùng Đã giới thiệu cho chúng ta Thế giới Tây Phương cực lạc Chúng sanh ở cực lạc đều có khả năng này Họ nhìn thấy Là thấy chư Phật Như Lai Chư Phật Như Lai trong ba đời mười phương Họ muốn thấy là có thể thấy được Nghe Phật giảng kinh thuyết Pháp Muốn nghe là có thể nghe Đây không phải là chuyện ly kỳ Phật dạy mỗi chúng sanh đều có khả năng đó Mỗi chúng sanh đều có đức tướng trí tuệ như lai Đây thuộc về một bộ phận của đức tướng Vũ trụ vĩ đại quá Nên không có chuyện gì là không xảy ra Chúng ta cứ từ từ buông bỏ Chúng ta không thể sánh được với Phật Thích Ca Lục Tổ Là bởi các ngài buông bỏ được tất cả ngay trong một niệm Bởi thì các ngài chứng đắc viên mạng Ta không có khả năng đó Cứ buông bỏ từ từ nếu buông bỏ nhanh thì nhanh chứng đắc Buông bỏ chậm thì chứng đắc chậm à, Trong hai ngàn năm Phật giáo, giáo truyền vào Trung quốc. Trung quốc Trong quá khứ Chúng ta có rất đúng nhiều đúng tổ sư đã tu chứng đúng Tất cả những vấn đề đó ta có thể tham, tham khảo tham 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 trong sự sách Có gì Hai ba năm mới buông bỏ Có gì năm sáu năm mới buông bỏ Có gì bảy tám năm Có gì mười mấy hai mươi năm Có gì đến hơn ba mươi năm Buông bỏ từ từ Thật sự buông bỏ thì Cảnh giới của các ngài khí nhập Hoàn toàn giống nhau Giống như Phật Thích Ca Mâu Ni Giống như Lục Tổ không có sự khế nhập không giống nhau Sau khi khế nhập là hoàn toàn tương đồng Đây chính là những gì Phật Pháp đã nói Căng tánh lợi độn không giống nhau Người lợi căng nhanh hơn Người độn căng chậm hơn Tại sao căng có lợi độn Là bởi tập khí phiền não nặng nhẹ không giống nhau Người phiền não nhẹ thì lợi căng Người phiền não nặng thì chậm hơn Chậm hơn một tí Tất cả đều do chính mình Chúng ta nên rèn luyện thế nào Hiện tại căn chúng ta rất chậm Muốn rèn luyện Không cách gì hơn ngoài kinh giáo Nói cách khác Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Suốt 49 năm giảng kinh dạy học Ngày từ bi đến tổ cùng Ngày huấn luyện căn tánh của chúng ta Khiến chúng ta dần dần giác ngộ Mỗi ngày nghe kinh Thời gian 8 năm 10 năm Ta sẽ ngộ ra được rất nhiều Những điều hiểu ra đó là gì? Hiểu được gọi là nhìn thấu Nhìn thấu được nhiều vấn đề Sau khi nhìn thấu thật sự khởi tác dụng Đó là buông bỏ Nghĩa là áp dụng những kiến thức mình đã hiểu vào cuộc sống Áp dụng vào công việc hàng ngày Trong việc đối xử với người, với vật Tất cả đều được áp dụng Bắt đầu từ tiểu ngộ Để đạt đến đại ngộ Từ đại ngộ dần dần đến đại triệt đại ngộ Cứ từ từ không nên nôn nóng Cảnh giới đại triệt đại ngộ giống như đố ngộ không khác Bởi thì Phật Pháp thật sự nói cho quý vị biết là Pháp bình đẳng Thanh tịnh bình đẳng gia Trong Phật Pháp không có giai cập Thập Pháp giới bình đẳng Phật bình đẳng với chúng sinh Chúng sinh không khác Phật Chúng sinh với Phật là nhất thể Cùng một bản thể cung cội gốc cung tánh đức đoạn dưới chỗ chữ căn bản có mấy chữ đây là đoạn rất quan trọng câu này của hoàng niệm lão đoạn này quan trọng chỗ nào nó khôi phục lòng tin chúng ta trở lại khôi phục niềm tin nào khôi phục niềm tin sẽ thành phật ngay trong đời này ta có cội gốc ta có bản tánh ta có phật tánh làm sao không thành Phật được Trong bản tánh của ta vốn đã có trí tuệ viên mạng Đức năng viên mạng Tướng hảo viên mạng Không thiếu một thứ gì Những tướng hảo này Vô lượng, vô biên Vô số, vô tận. đây là nguyên do gì? trong tự tánh không có gì, làm sao có thể sanh ra quá nhiều hiện tượng như thế? Lúc mới gặp tôi không thể nghĩ ra. Sau một thời gian suy nghĩ tôi mới hiểu. Lúc nhỏ chúng tôi thường chơi kiếm dạng hoa, quý vị thấy nó chỉ có mấy hình ảnh, nhưng khi quay Mỗi ngày quý vị đều quay Không một hình dáng giống nhau nào Chẳng phải là xuất sanh vô tận đó sao Từ chỗ đó hiển thị xuất sanh vô tận Khi chúng ta không còn hoài nghi nữa Tự tánh của chúng ta giống kính dạng hoa Bên trong là những bức ảnh Ta không bàn đến không Bởi vì không nó không có gì Chúng ta chỉ nói đến có Có những thứ gì Bài trước chúng ta đã nói đến có nhân nghĩa lệ trí tính Đây là những điều tốt Những thứ không tốt là gì? Tham sân si mạng nghi Tất cả những điều đó ở sẵn nơi đây Chúng ta tự xoay chuyển Xoay chuyển vô lượng vô biên Vô số vô tận những cảm giới Đấy là gì? Đấy chính là y chánh tra nghiêm của thật Pháp giới duy thức biến hiện ra do thức biến ra trong tánh không có tánh năng sanh năng hiện đó là tự nhiên nhưng đến lúc thức biến thì không còn tự nhiên nữa khi giác ngộ thì những thứ không tự nhiên sẽ trở thành tự nhiên rất tốt cực kỳ tuyệt diệu khi mê lầm Ta đã bẻ cong những thứ tự nhiên thành không tự nhiên Bởi thì ta phải thừa nhận chữ hữu trong chữ hữu căn bản Phần dưới còn đưa ra một thí dụ Như cái đầu của người điên chắc chắn đó là có Không phải từ bên ngoài đưa vào Đây là câu chuyện được dẫn trong kinh làm nghiệp chúng tôi đã gặp trường hợp tương tự như vậy trong lúc lúng túng tự nhiên quên mất không vì một lý do nào cũng không biết bao lâu quý vị nói khi nào mê không có thời gian là một niệm đó chỉ cần có ai đánh thức mới biết mình nhất thời mê hoặc đầu ta còn không dẫn trên cổ tôi vẫn từ nói đến chuyện tập hợp gấp vấn đề này mọi người đều có kinh nghiệm có thể bản thân quý vị đã từng phạm phải những người chưa trải qua có thể nhìn thấy ở những người khác trong lúc vội vàng mũ đang đội trên đầu nhưng quý vị đi tìm mũ khắp nơi dối dối vàng vàng vốn nó đang có bởi thì trong này nói chắc chắn là có không phải bên ngoài vào mà vốn đã có trong tự tánh trí tuệ đức năng vốn có sẵn trong tự tánh Thứ rõ ràng nhất của Đức Năng Đó là thần thân Thật sự có Không phải diễn dông Một số người Tư tưởng rất đơn giản Thì dục vọng rất ít Đây là điều có thể khẳng định nếu tư tưởng phức tạp, loạn động Thì có dục vọng rất nhiều Nên mất hết khả năng đó Không còn nữa Mấy năm trước khi đang ở Mỹ Tôi đã gặp một số người tuổi độ 20 Đã có năng lực này Có thờ không phải giả Quý vị mặc nhiều lớp áo Mặc mấy lớp áo mùa đông Nội tạng của quý vị Tất cả họ đều nhìn thấy hết rất đông số người đồng tu chúng tôi đến thử nghiệm bạn xem cơ thể chúng tôi thế nào có một người đồng tu ngày trước bị bệnh lao phổi anh ta nói ngày xưa bị mắc bệnh phổi không sao bây giờ đã vôi quá rồi vẫn còn vết sẹo ngay chỗ ý anh ta đã làm cô rất kinh ngạc khi nói ra những điều như thế thật ra cô ta đã biết từ lâu nhưng chưa cho ai hay ngay khi kết hôn cô cũng không cho chồng biết nhưng anh kia đã chỉ ra bởi thế chúng tôi thắc mắc rằng do đâu mà anh có khả năng đó anh ta cho hay đó là do trời phú từ bé anh đã có khả năng đó rồi Khả năng đó chúng ta thường gọi là quả báo Trong năm thứ thần thông Ngoài lậu tận thông ra Còn năm loại thần thông khác Ma cũng có Khi đến cõi đó là có Nhưng không nhiều Cõi trời có Thiên nhân có Cũng là quả báo Nhưng thần thông của thiên nhân Lớn hơn rất nhiều cõi ma ví dụ nhìn thấy những việc chưa đến ma chỉ thấy trong vòng độ ba tháng trở lại họ cho rằng họ đã thấy rất cụ thể ngoài ba tháng đó họ sẽ đoán lung tung không chính xác nữa nhưng cõi trời không như thế cõi trời có thể nhìn thấy những thay đổi Hai năm, ba năm, bốn năm về sau Họ đã nhìn thấy Năng lực của Bồ Tát A-la-hán à lớn hơn nữa Khả năng đó là Bản năng Không phải là chuyện kỳ lạ Các ngài có, chúng ta không có Sai rồi, chúng ta cũng có Chỉ là chúng ta bị phiền não Giọng tưởng chấp trước che khuất Bởi thì chắc chắn khả năng đó là có Lớn cỡ nào Độ lớn của chúng ta bằng Phật Như Lai Chắc chắn là có Chỉ cần chúng ta bỏ đi những chướng ngại Thì khả năng đó sẽ được khôi phục Bởi vì nó không đến từ bên ngoài nhưng cũng có người do tu mà có tu là có từ bên ngoài dùng tu luyện kỳ thực tu luyện cũng không phải thứ gì khác chẳng qua đè nén những tập khí phiền não để tâm chúng ta dần dần trở lại thanh tịnh lúc đó năng lực ấy sẽ có mặt bởi thì vẫn không phải là thứ đến từ bên ngoài Việc chúng ta giảng sinh thế giới cực lạc phương Tây Cũng là sự quả bạo Không những là quả bạo Mà còn được oai thần bổ nguyện của Phật a di đà gia trì Khiến cho trí tuệ đức năng Tương hảo của ta Trở nên Giống như cảnh giới của Phật Thật là hiếm có Trong quốc độ của chư Phật khác Không có những việc may mắn như thế Bởi vậy chúng ta nên rất cảm tạ Phật A-di-đà Khả năng này của Phật A-di-đà Khả năng giá trị này Từ đâu mà có Nguồn gốc của nó là Công đức tu hành Trong vô lượng kiếp đời quá khứ Đó là nhân Duyên Là 15 kiếp trước đó ngài đã hiện thân làm việc quốc dương và gặp phật tự tại dương nghĩa là thế nhiêu dương gặp tự tại dương phật nhờ nghe kinh nên giác ngộ bỏ ngôi vị quốc dương để xuất gia phật đã ban cho ông Pháp danh là Pháp Tạng Mang thân tỳ kheo tỳ kheo Pháp Tạng Ngay trong kiếp đó Ngài đã phát 48 lời nguyện Trải qua năm kiếp tu hành Thời gian dài đến năm kiếp Tu tập viên mãn mỗi nguyện Trong 48 nguyện Thế giới cực lạc được hình thành như thế nào? Đó chính là công đức của bổn nguyện thành tựu Công đức của 48 lời nguyện thành tựu Bởi vậy, thế giới cực lạc không cần người thiết kế Không cần kiến trúc sư, không cần thi công Nó sinh ra một cách tự nhiên Chuyện này được không? Được Những người tu phước tu thiện ở thế gian này Đại thiện nhân Thường nghĩ cách làm lợi ích cho tất cả chúng sinh Không bao giờ nghĩ đến lợi ích bản thân Là thật lòng tu thiện Sinh lên quái trời Quý vị xem quả lạc thiên Tha quá tự tại thiên Tất cả thọ dụng đều tự nhiên Công đức thành tựu tự nhiên Những người tạo nghiệp cũng như thế Chuyên tâm chuyên ý vào chuyện tạo nghiệp Nhất tâm nhất ý vào chuyện hại người Không có lúc nào phản tỉnh Chưa bao giờ nghĩ đến người khác Công đức đó sẽ tạo nên những gì Địa ngục tự nhiên hình thành Địa ngục không phải do con người tạo ra Chúng ta từng nghe tiên sinh Trương Thái Diêm nói Đây không phải nói dối Ông không gạt người Ông là một phần tử thuần thành khi còn sống, ông đã từng làm phán quan cho Đông nhạc đại Đi. Nhưng không hiểu sao người làm chức khoán quan lại nghĩ ông làm người thầy thế, thầy thế một tháng. Vì ông học Phật tâm địa từ bi, nghe địa ngục có hình phạt đốt lửa, nghĩa là đốt nóng trụ đồng. Rồi bắt người chịu tội ôm lấy Đó là quả báo dâm dục à, yên, Tiên sinh Trương Thái Diêm thấy đó không phải là hành động nhân đạo gì quá tàn khốc Ông liền kiến nghị với đông nhạc đại để phế bỏ hình phạt đó à. Đông nhạc đại đệ liền phái hai tiểu quỷ Dẫn ông đến hiện trường xem Bảo ông đến hiện trường xem trước Tiểu quỷ đưa ông đến hiện trường Bảo với ông đến nơi rồi Nhưng ông không nhìn thấy Ông liền giác ngộ Đó chính là sự biến hiện của nghiệp lực Bởi vậy khi nghiệp lực đã chín mùi Thì thiện ác sẽ khác nhau khi làm việc thiện thì được gọi công đức thành tựu à, Nghiệp lực của nghiệp ác Khi thành tựu cũng hiện cảnh giới như thế Cho nên nó không cần bàn tay con người tạo nên Thế giới cực lạc cũng được hình thành như vậy Chúng ta có thể lý giải Không còn hoài nghi nữa Bởi thế lòng tin rất quan trọng Đây là thứ giống có trong tự tánh Chắc chắn đã có Câu này rất quan trọng Chúng ta xem phần tiếp theo Phó Đại sĩ Tâm Dương Minh Ông đã để lại tác phẩm này Phần này có mấy câu Dị mặn trong nước Màu sắc trong suốt chắc chắn là có nhưng không thấy hình tâm dương cũng vậy tâm dương chính là bác thức a à, à, là da mạc na ý thức tiền ngũ thức, nhãn thức, nhị thức, tỷ thì thân thức tất cả những thứ này đều vô hình, định cư trong thân, nó ở đâu? nó ở ngay trong thân chúng ta nhưng ta không nhìn thấy nó. Nếu Phật không nói thì chúng ta làm sao biết? Mở mắt là thị Tự nhiên sẽ thị Đức Phật dạy Đó là do có nhãn thức bên trong Nếu không có nhãn thức thì dù mở mắt vẫn không thấy được Phật lấy thí dụ Một người mới chết Cơ thể họ vẫn chưa hư Nhưng tại sao họ không thể nhìn thấy Tại sao họ không thể nghe được Là bởi thần thức đã không còn Cho nên ta mới gọi đó là xác chết Tuy nó vẫn chưa hư Bởi thì trong kinh Phật đã dạy chúng ta Không phải tắt thở là đi ngay Chỉ một số người vừa tắt thở là đi ngay Thứ nhất Đó là người được sinh lên quái trời Vừa tắt thở là họ đi ngay Không còn mang thân trùng ấm Thứ hai là Những người đọa địa ngục Người đọa địa ngục vô dạng Không có thân trùng ấm Vừa tắt thở là họ rơi xuống ngay Những người niệm Phật Khi tắt thở là Phật đến tiếp dẫn họ đi ngay Họ thân sự đi Ngoài Nên những loại kể trên đó, Tất cả đều có thân trung âm à, Tuy tắt thở thân Nhưng thân thức thương. chưa đi à, Nghĩa là bác thức tâm thương dương thương chưa đi Lúc thương nào thương mới đi Thông thường phải tạm tiếng bởi thì trong vòng 8 tiếng sau khi mất không nên đụng đến họ Hộ niệm trong vòng 8 tiếng đó rất hữu hiệu bởi họ chưa đi Tuy tai không thể nghe nhưng thần tức họ nghe được Ngày nay qua kết luận thử nghiệm nước của tiến sĩ Giang Bộn Thắng chúng ta đã nhận thức rất rõ vấn đề này chỉ cần thân thể vật lý tồn tại thì mỗi tế bào trên cơ thể đó đều có thọ tưởng hành thức làm sao nó không nhận thức được tất nhiên nó vẫn còn nhận biết bởi thế hộ niệm vẫn mang lại hiệu quả rất lớn người hộ niệm dùng tâm chân thành không nên đụng chạm đến cơ thể người chết đây là điều Đại sư Ấn Quang từng nhắc nhở Chúng tôi cảm thấy điều này rất hợp lý Ta nên để họ yên Không nên đụng đến họ Nếu giúp họ thì chỉ nên niệm Phật Dùng tâm chân thành niệm danh hiệu Phật Để cầu họ được giảng sanh Nhắc nhở họ Hy vọng họ sẽ cùng niệm với chúng ta khi thấy phật họ thị chúng ta không thể thị khi phật đến tiếp dẫn quý vị đi với ngài không phải phật a di đà tiếp dẫn thì đừng đi nói chuyện với họ cũng chỉ hai câu thấy phật a di đà đến tiếp dẫn bạn đi với ngài tâm dương cũng như thiệt ở ngay trong thân có cửa ra vào Cửa ở đây là lục căng Nhãn thức ra vào bằng con mắt Nhĩ thức ra vào bằng lỗ tai Có cửa ra vào Theo vật mà có hình dạng Mắt thấy được Tai nghe được tự tại vô ngại tất cả việc làm đều thành tựu tâm dương hợp nhất với cơ thể dung hợp thành nhất thể nó ở đâu trên mỗi tế bào trong đó bốn chữ chắc chắn là có nói rõ kho tàng bí mật chư phật có nghĩa là tâm dương mỗi người chắc chắn là có như vị mặn trong nước vị đó thật sự có nhưng hình dáng của nó quý vị không thể nhìn thấy không thể nghe thấy không thể sờ mó được Dùng những cái này để thí dụ về bác thức Bác thức 51 tâm sự Do bác thức khởi tác dụng 51 tâm sự đều có tứ phần Tướng phần, kiến phần, tử chứng phần Và chứng tự chứng phần Đều có tứ phần Chắc chắn là có Nhưng chúng ta không thể nhìn thấy được Chúng ta cũng không thể thấy được tướng phần Ai thấy được tướng phần Giáo lý Đại Thừa chỉ nói Bồ Tát Bát Địa Chúng ta tin rằng Nếu không nhìn thấy Thì các ngài làm sao dám nói Mà lại nói rất chi tiết Tứ phần đó các ngài đều thấy Nhất định là có à, là Nói cách khác Công phu chúng ta chưa đủ Chúng ta chưa gạt bỏ hết những chướng ngại Những chướng ngại khô đã hết Nhưng chướng ngại tị vẫn còn Trừ được chướng ngại di tế Nhưng chướng ngại cực kỳ di tế chưa trừ được A-la-hán à, rất hay các ngài đã trừ được chướng ngại thu Bởi thì các ngài thấy rất rõ cảnh giới lục đạo Các ngài không còn chướng ngại nhưng các ngài không thể thấy được tứ thánh pháp giới bồ tát có thể thấy thật pháp giới nhưng không biết được nhất chân pháp giới khi đại triệt đại ngộ minh tâm kiến tánh cảnh giới của pháp thân bồ tát họ biết được vì tác dụng thần thông quá lớn các ngài có thể đạt đến biến pháp giới hư không giới bậc minh tâm kiến tánh Họ sẽ nhận được tất cả những tín hiệu Có thể cảm nhận được tất cả Như Bồ Tát Thập Trú Những thứ họ cảm nhận được Không bằng Bồ Tát ở địa vị thập hành Bồ Tát địa vị thập hành rõ ràng hơn họ Những thứ họ cảm nhận không rõ ràng Thật sự họ biết những thứ mình cảm nhận được Nhưng ấn tượng lại rất mơ hồn Bồ Tát thập hạnh rất rõ ràng Bồ Tát thập hồi hướng càng rõ ràng hơn Đến Bồ Tát thập địa thì mọi việc quá rõ ràng Hoàn toàn rõ ràng Không còn mê hoặc Từ thập địa đến bát địa Họ đã thấy được cội gốc Nghĩa là đã thấy được bản thể Họ đều thấy được bản thể nhưng chưa rõ ràng lắm Đến bát địa mới hoàn toàn rõ ràng Bát địa tập khí vô minh còn sót lại rất mỏng Các vị cửu địa, thập địa, bát địa Tập khí vô minh còn sót lại rất mỏng Các vị cửu địa, thập địa, đẳng giác Họ đã đoạn hết tập khí vô minh Đến địa vị diệu giác Cõi thật báo không còn nữa Cõi thật báo từ đâu mà có Giờ tập khí vô thủy vô minh hiện ra Tập khí vô thủy vô minh không còn nữa Thì thật báo độ cũng không còn Công đức năm kiếp tu hành Của Phật A-di-đà cũng vô hình Ai có thể hiểu được Chúng ta tin rằng phải bát địa trở lên Theo những gì Phật nói trong kinh Bát địa trở lên vẫn chưa được Vì sao vậy? Vì Phật đã từng nói như thế này Chỉ Phật với Phật mới có thể hiểu được hết Nói cách khác Bồ Tát Đẳng Giác vẫn còn mơ hồ về cảnh giới của diệu giác như lai à, Thật sự hiểu. rõ ràng Không một chút mơ hồ Phải chứng được quả vị diệu giác như lai Các ngài đến đâu Đến cảnh giới thường tịch quan Khi chứng được diệu giác Thì quay trở lại thường tịch quan Bởi thì Câu này của niệm lão rất hay Chúng ta đọc lại một lần nữa Điều quyết định trong đó là bốn chữ Đã nói rõ kho tàng bí mật của chư Phật Đại khai tâm dương của con người chắc chắn là có Tâm dương tâm sở như vị mặn trong nước Vì nó thật sự có Nhưng ta không nhìn thấy được hình dáng của nó Lại Tào Sơn đây là vị tổ sư đời Tào Động nói Chỉ cần biết Có là được Kể cả lúc Đang có phiền não vô mình Nhưng đối với chữ có đó Dứt khoát không nên bỏ qua vì sao vậy? Vì biết được có đó Quý vị sẽ sinh tính tâm Lòng tin là mẹ của các thứ công đức Nếu quý vị không có niềm tin Mà hoài nghi Thì đời này chắc chắn không thể thành tựu Cho dù nghiên cứu bao nhiêu kinh điển Cũng chỉ trở thành học giả Phật giáo Chứ không liên can gì Đến chuyện liễu sinh tử xuất tam giới Ta không thể không biết điều này Quý vị phải chắc chắn nó có Ngay đây phát khởi tính tâm Lòng tin ở đây là chính mình Cái đó ở đây là có trong chúng ta Có trong tự tánh của ta như thế quý vị mới có thể thành phật thành bồ tát trong pháp thế gian quý vị thành thánh thành hiện chắc chắn là có trong pháp thế gian chắc chắn có luân lý đạo đức nhân quả chắc chắn là có Nên trong Pháp Thế gian Quý vị sẽ thành thánh hiền Thành quân tử Nếu không tin những thứ này Cứ đặt dấu hỏi trong đó Như thế là rắc rối to rồi đấy Ngày nay người niệm Phật rất nhiều Người giảng sinh không bao nhiêu Do nguyên nhân gì Nguyên nhân thật sự đó là không khẳng định chắc chắn là có Cho nên đây là lòng tin Đại sư ngẫu Ích đưa ra sáu loại tin Đầu tiên là tin chính mình Tin chính mình chắc chắn là có Chắc chắn có Phật tánh Chắc chắn có trí tuệ như lai Có đức tướng như lai chỉ là do phiền não vọng tưởng phân biệt chấp trước của chúng ta Làm chướng ngại Tuy bị ngăn che Nhưng chắc chắn là nó có Nó chưa bao giờ mất đi Đây là vấn đề rất quan trọng Tự nhiên có căn bản Tự nhiên là tất cả những hiện tượng Căn bản Đều nương tánh Để sanh khởi Nương tự tánh là nương căn bản Các hiện tượng đều có căn bản Không có căn bản thì các hiện tượng tự nhiên không thể sanh Này các nhà khoa học đã kết luận hiện tượng vật chất hiện tượng tinh thần hiện tượng tự nhiên qua họ dùng thuật ngữ đây là những thuật ngữ của họ ba thứ hiện tượng này cũng là thuật ngữ của họ vật chất tín hiệu và năng lượng năng lượng là hiện tượng tự nhiên tín hiệu là hiện tượng tâm lý hiện tượng tinh thần hiện tượng vật chất họ biết rằng chắc chắn có bản thể nhưng không tìm được liệu có tìm được bản thể không theo giáo lý đại thừa thì không bao giờ tìm được bản thể vì khoa học và triết học đều cần có hiện tượng Mới có thể tìm được Nhưng bản thể không có hiện tượng Không có cả ba thứ hiện tượng Làm cách nào tìm thấy được Buông bỏ là tìm được Nhà khoa học và triết học chưa buông bỏ Phương pháp họ sử dụng là số học sau đó mới chứng minh bằng phương pháp khoa học máy móc của khoa học dùng máy móc khoa học chứng minh thì nhất định phải có hiện tượng không có hiện tượng họ không thể làm được Vậy thì trong kinh điển Đại Thừa Phật dạy chỉ chứng mới biết Nhất định phải buông bỏ khởi tâm động niệm Quý vị mới thấy tăng Buông bỏ tất cả chấp trước Quý vị chỉ thấy được Nghĩa là đột phá từ không gian Vẫn còn trong lục đạo Không còn từng không gian trong lục đạo năng lực của bồ tát thông thường có thể thấy được khu vực giáo hóa của một vị phật là tam thiên đại thiên thế giới không thể vượt qua được thập pháp giới Thật sự khu vực giáo hóa một vị Phật Có tịnh độ, có ý độ Lục độ là Ý độ Tự thành là tịnh độ Trong lục đạo là quái phàm thánh đồng cư Pháp giới tự thành Là cõi phương tiện hữu dư Đây là thuật ngữ của tịnh tâm Bởi thế câu hiện tượng có căn bản trong câu này Có hai nghĩa Ở đây có hai nghĩa Thứ nhất Xung là dạng tượng Thể tánh không hay Xung la dạng tượng ở đây Nghĩa là năng sanh dạng Pháp Theo cách nói của Đại sư Huệ Năng Xung la dạng tượng chỉ cho điều gì? Chỉ cho y chánh tra nghiêm của thập phạt dư Tất cả đều bao gồm trong đó Thể tánh không hai là một Đó là tâm thanh tịnh của chúng ta Do bản tánh chúng ta biến hiện ra Dưới đây là một thí dụ Bản chất sống là nước Quý vị xem Mua ngàn cơn sóng trong đại dương đều là nước Tách nước ra không thể thấy sóng Tất cả máy móc đều được tạo nên bằng kiếp loại Đây là thí dụ của các vị tổ sư thường dùng Lấy vàng làm vật, vật đều là vàng Dùng vàng chỉ tác đồ dùng Mấy chục ngàn loại nhưng không có vật nào giống nhau Tất cả đều là vàng Vật đều là vàng Trong tự nhiên tự có bản thể Bản thể ở đây chính là căn bản Căn bản đây là bàn tánh Chân tâm của chúng ta Chỉ cần buông bỏ khởi tâm động niệm là thấy được Trong Phật Pháp gọi đó là tu chứng Trong tông môn gọi là minh tâm kiến tánh Trong giáo môn gọi là đại khai viên dạng Người niệm Phật là Lý nhất tâm bất loạn Tất cả những danh sơn này Không giống nhau Nhưng tương đồng về cảnh giới Đều tu chứng Bởi thì Trong giáo môn Thật sự kiến tánh Không cần học Mà vẫn thông hiểu Tất cả pháp thế gian Và xuất thế gian đây gọi là đại khai viên giải Đại sư Huệ Năng là một ví dụ Một ví dụ rất cụ thể Không biết chữ Chưa qua trường lớp nào Nhưng không một pháp thế gian Hay xuất thế gian nào không hiểu Quý vị nói khoa học với Ngài Ngài hiểu khoa học Quý vị bàn triết học Ngài hiểu triết học Chỉ cần quý vị vừa đưa ra là Ngài đã hiểu Ngài giống như một chiếc máy tính Lập tức Ngài tìm được tư liệu lúc ngay Ngài hiểu tất cả Không cần đến gian từ Đây gọi là tự nhiên trí Vô sư trí Tất cả đều diễn lộn Đây là nghĩa nhất. thứ nhất Thứ hai, nhị thư giả thư. Bất do tạo tác Nhất niệm đố ngộ Cố dân tự nhiên Thật sự, ngộ là nhất niệm Đại khai duyên dạy trong giáo môn Cũng là nhất niệm đố ngộ Được lý nhất tâm bất loạn Trong pháp môn tiệm độ Cũng là nhất niệm đố ngộ Câu trước tôi cảm thấy rất quan trọng Thế nào mới gọi là nhất niệm đốn ngộ Bất do tạo tác Mới có cơ hội nhất niệm đốn ngộ Ngày nào cũng tìm cách khai ngộ như thế nào Thì chắc chắn không thể khai ngộ Vì sao vậy? Vì quý vị đang tạo tác Đó là gì? Khởi tâm động niệm chỉ cần khởi tâm động niệm khởi tâm động niệm là mê không phải ngộ thật sự đạt đến không khởi tâm động niệm mới có thể quát nhiên đại ngộ không khởi tâm không động niệm đó là định cao chứ không phải định bình thường quý vị xem Không chấp trước Không chấp trước tất cả Pháp Thế gian và Xuất Thế gian Ngay ý niệm chấp trước cũng không có Đó là gì? Là định của a la hán Vẫn còn tôi không còn chấp trước Họ à, còn chấp trước cái không chấp trước Như thế là không ổn a la hán là cửu thế đệ định thiền định của thế gian thuộc tám cấp bậc gọi là tứ thiền bát định định của a la hán là định thứ chín tra khỏi luân hồi bích chi phật là định thứ mười bồ tát là định thứ mười một phật là định thứ mười hai Tất cả đều chưa thay tăng Vẫn ở trong thập pháp giới Chúng ta đã rất hiểu những thứ đệ tu học này Thứ đệ là nương vào công phu sâu cạn mà nói bởi thì nghiên cứu kim giao có phải là tu định không phải vì tâm của quý vị chuyên chú vào kim giao ý niệm của quý vị không còn dòng tưởng phạm vi suy nghĩ của quý vị được thu hẹp lại giới hạn vào kim giao không suy nghĩ lung tung Nên gọi là định Tâm địa từ từ thanh tịnh Những điều Đức Phật dạy chúng ta trong kinh Chúng ta đã hiểu rõ Chúng ta tin tưởng không còn hoài nghi Từ đó xây dựng niềm tin Nhìn bi nguyện của Phật Bồ Tát Thì nguyện lực của ta liền sinh khởi Sinh khởi một cách tự nhiên không cố ý tạo tác hoàn toàn tự nhiên làm những thứ tạo tác quý vị làm phật như thế nào tôi sẽ làm như thế đó là sơ học sơ học là như vậy sau khi khế nhập liền trở thành tự nhiên từ tạo tác đến không tạo tác đến chỗ không còn ý niệm tạo tác không còn ý niệm tạo tác và không còn hành vi tạo tác tất cả đều là tự nhiên lúc này ta đã càng lúc càng đến gần duyên nhất niệm đốn ngộ không định khi nào đó khai ngộ đột nhiên là khai ngộ hoàn toàn tự nhiên khai ngộ là tự nhiên nói cách khác nó là không miệng cưỡng không phải là điều nghĩ ra được Không nghĩ mà khai ngộ Nghĩ là không khai ngộ Sau khi khai ngộ sẽ như thế nào? Hiểu rõ dạng pháp đều từ tâm Quý vị đã chứng được rồi Tự nhiên thấy được tự tánh chân như Tự tâm tự tánh chính là căn bản để là thành Phật Đây là cảnh giới gì? Đó là viên giáo sư trú trong Kim Hoa Nghiêm Cảnh giới này là cảnh giới bình đẳng Bởi thì bao nhiêu năm nay dần dần chúng ta thể hội Ngày trước chúng tôi nghi hoặc Minh tâm kiện tâm Không khởi tâm không động niệm Vậy họ còn giai cấp gì nữa Không phải tất cả đều bình đẳng sao Vì sao cõi thật bảo lại còn 41 giai cấp Tại sao tịnh độ vẫn còn tam bối cử phẩm Tam bối cửa phẩm chính là dài cấp Cảnh giới bình đẳng làm sao vẫn còn những thứ này Nếu vẫn còn tam bối cửa phẩm Thì thế giới cực là không còn bình đẳng Nó là bình đẳng mà Bởi thế chúng ta mới hiểu được Đây là tập khí vô thị vô mình Đối với quý vị Tập khí vô thị vô mình Không làm trở ngại trí tuệ thần thông đạo lực Dù Vô thị vô minh chứa ngại Nhưng tập khí thì không chứa ngại Nhưng vì tập khí vẫn còn Chưa đoạn hết Nó không trở ngại quý vị Cảm ứng đạo giao tất cả chúng sinh Trong thập pháp giới Không chứa ngại vậy thì Bồ Tát Sư Trụ có khả năng dùng thân bá tướng thành đạo để hiện thân Phật độ chúng sanh. Muốn dùng thân Phật để độ thì họ hiện thân Phật. Muốn dùng thân gì để độ thì các ngài có thể dùng thân ý để độ không gì chứ ngại Chữ ngại cái gì Chữ ngại quý vị Không thấy được thường tịch quan Biết có thường tịch quan tịnh độ Vì sao vậy Vì kiện tánh Thường tịch quan là chân như tự tánh Trong đó không có thứ gì chứa ngại Chỉ có cái này chứa ngại Tập ký hoàn toàn Đoán tận rồi không phải cõi thật báo nữa Lúc đó, đó cõi thật báo đã biến thành thường tịch quang à, Giống như đoán được Chiến tư phiền não rồi Điều Thì luân hồi lục đạo Biến thành Pháp giới tự thành Không khởi tâm không động niệm Đó chính là đoạn được vô minh phiền não Pháp giới tự thành biến thành quả thật bảo. Giống như chúng ta nằm mơ Khi tỉnh dậy thì những gì diễn ra trong mơ không còn nữa A-la-hán à, là, là người tỉnh giấc mơ thứ nhất Chúng ta là những người nằm mơ trăm mơ Mấy lớp như thế Cảnh giới khi tỉnh mộng Đến lần thứ hai lại làm mơ Tỉnh dậy mới là nhất trường Pháp giới Lần tỉnh dậy cuối cùng mới là thường tuyệt quan. Nó không còn thay đổi nữa Dính hàng bậc biến Đức Phật đã nói trong Kinh Phàm có sở hữu tướng Giai thị hư vọng Coi thật báo có tướng Thường tịch quan không có tướng Không có cả ba thứ hiện tượng Nhưng nó có thể hiện tướng Nó hiện tướng ra sao? Hiện tướng khi ứng thân Nghĩa là khi chúng sanh có cảm Thì hiện tướng Chúng sanh không cảm Thì không hiện tướng phàm có hiện tượng thì khoa học và triết học đều có cách họ thật sự có thể phát hiện ra ngay vì sao vậy vì giọng có thể phát hiện giọng giọng không bao giờ phát hiện chân tự tánh là chân thường tịch quan là chân nhưng chân không có biện pháp chân nhất định phải buông bỏ Khởi tâm đồng niệm mới nhìn thấy được à, Bởi vì nếu khoa học thật sự muốn khám phá bản thể Của dạng hữu vũ trụ Thì dùng phương pháp của Phật là tốt nhất Quý vị không nên nghĩ đến nó Chỉ cần buông bỏ khởi tâm đồng niệm là chứng được Chứng được trong kinh gọi là thành Phật Thành Phật không gì khác là Hiệu thủ chân tướng của vũ trụ Đây gọi là thành Phật Ai cũng có thể thành Phật Bởi vì thì Phật dạy Tất cả chúng sanh vốn là Phật Thành Phật không kỳ lạ Mà là một chuyện bình thường Là tướng tự nhiên trong tự nhiên khởi tâm động niệm là không tự nhiên phân biệt chấp trước cũng không tự nhiên trái ngược với tự nhiên mới dẫn đến thiên tai thuận theo tự nhiên thì làm gì có thiên tai tất cả đều thuận theo hiện tượng tự nhiên ở đây nói thuận theo tự nhiên cao nhất là thành phật nghĩa là quay về thường tịch quán Bởi thì tùy thuận tự nhiên được bao nhiêu Chúng ta sống trên cuộc đời Chỉ cần tùy thuận một chút thôi Là thiên hạ thái bình rồi Tùy, tùy thuận điểm nào Tùy thuận luân lý Tùy thuận đạo đức Tùy thuận nhân quả Thì quốc thái dân an Thế giới đại đồng có người tự nhiên thương yêu lẫn nhau tự nhiên quan tâm lẫn nhau hợp tác cùng nhau tùy thuận một chút như vậy cái gì cũng tự tư tự lợi chỉ biết mình mà không biết người công chút tùy thuận thế nên xã hội ngày nay mới hỗn loạn Địa cầu tai biến Chẳng phải là vấn đề này sao Quý vị nhìn thấu rồi Tất cả là tướng tự nhiên trong tự nhiên Bởi thì kiến tánh Kiến tánh là cảnh giới nào Mấy câu này dành dung rất hay Hiểu rõ giảng pháp đều tại tự tâm Nhìn thấy chân như tự tánh tự tâm tự tánh chính là căn bản ba câu này là hình dung kiến tánh trong kinh này nói là tự nhiên có căn bản chỉ nói đến một chuyện đó thôi kinh tịnh danh nói quát nhiên ngay tức thời tức thời ở đây chính là dứt điểm đốn ngộ Quá nhiên Là thấu hiểu rõ ràng Quay về bản tâm Thật sự không phải từ bên ngoài vào Quá nhiên là ngay tức khắc Được nhìn thấy sáng suốt Nghĩa là nhất niệm đố ngộ Mà ở trước nói quay về bản tâm tức tướng tự nhiên trong tự nhiên tự nhiên có căn bản căn bản ở đây triết học gọi là bản thể bản thể của đại tự nhiên lại kinh bồ tát giới nói bốn nguyên tự tánh thanh tịnh của ta nếu nhận thức tự tâm kiến tánh Đều thành Phật Đạo Nói hay quá à, Những người học Phật Nên nhớ kỹ những câu này Nếu gặp ai đó hỏi Bạn học Phật Vậy Phật là gì? Quý vị sẽ trả lời được à, Quý vị học là gì? Những thứ tôi học đó Là bản nguyên tự tánh thanh tịnh của tôi Rất tiếc ngày này chúng ta đã mê mờ Không nhận thức được Nếu chúng ta có thể nhìn lại nó Nhìn lại tự tâm kiện tánh Thì sẽ thành Phật ngay Tông môn chỉ có tám chữ Minh tâm kiến tánh Kiến tánh thành Phật Muốn chứng tào sư Chỉ cần biết có là được Đó là sự thật Không phải là giả Giảng Pháp đều không Nhưng chuyện này là bất không Chính là tâm ứng Của chư Phật tương truyền Trạm ngu Lão Nhân nói Tào Sơn tự sanh với Lục Tổ Là chỉ sanh bí kiếp Bí kiếp là gì? Kiến hiển gì này là bí kiếp? Quý vị hiểu được bí kiếp rồi Hiểu được bí kiếp là quý vị được thọ dụng được thọ dụng viên mạng Lục tổ và chúng ta không giống nhau Chẳng những lục tổ Mà tất cả chư Phật như Lai Cũng không khác chúng ta Chỉ cần quý vị biết có Thì quý vị có hy vọng Công phu về sau Phải chứng được điều này Có là có, có gì? gì Có tự tánh Có chân tâm Chân tâm năng sanh vàng pháp Vàng pháp và ta là nhất thể Quý vị đối với mọi người Với việc Với mọi vật Không còn phân biệt chấp trước Khi mê có phân biệt chấp trước Khi ngộ ta biết nó là nhất thể Biến pháp giới hư không giới là nhất thể Biến pháp giới hư không giới Đều là con một nhà Vậy thì Phật Pháp Mục đích cuối cùng Thứ nhất là quý vị kiên tành Kế tiếp là dạy quý vị Cùng Pháp giới hai hòa Tự nhiên hai hòa Không chút miệng cường Không cần quy định quy luật Nó là tự nhiên khi mê mới cần quy luật Chứng ngộ rồi không cần nữa Bản thân chúng ta bị thân này là nhất thể Có cần quy định cho mắt tai mũi lưỡi thân không? Không cần Vì sao vậy? Vì là nhất thị Chính vì mê thất nhất thể Nên mới có quy củ Giác ngộ rồi thì không cần nữa Giác ngộ cái gì Tự nhiên nó có quy củ Không hề loạn hơn nữa tướng tự nhiên trong tự nhiên bày ra trước mắt quý vị xem hiện tượng sinh lão bệnh tử của dạng vật đây chính là tướng tự nhiên trong tự nhiên sao lại có những hiện tượng này tướng là do ý niệm sinh ra trong ý niệm đã có những thứ này Những thứ này sẽ xuất hiện trong hiện tượng Nếu quý vị không có ý niệm này Thì sẽ không xuất hiện hiện tượng đó Vì sao vậy? Vì trong báo độ của chư Phật Như Lai Không có phân biệt chấp trước nhưng có khởi tâm đồng niệm Cho nên những hiện tượng này không có biến hóa. Vô lượng thọ ở thế giới cực lạ Chúng ta không dùng danh từ thế giới cực lạ Mà dùng quả thật báo trang nghiêm của chư Phật như lai vô lượng thọ Cư dân bên đó không bao giờ già Không có hiện tượng bệnh tật Không có phiền nào Nghĩa là không có phân biệt chấp trước Chẳng những không có phân biệt chấp trước Mà khởi tâm động niệm cũng không có Vì có khởi tâm động niệm Là Phật của thập Pháp dân Đại sư thiên thai gọi đó là tương tự tức Phật Đó không phải là chân Phật Chỉ tương tự Vì sao vậy? Vì chưa buông bỏ A lại gia A lại gia là gì? Khởi tâm đồng niệm là có A lại gia Không khởi tâm không đồng niệm là không có A lại gia Cho nên quái thật báo Là tập khí của A lại gia Tập kỳ dư tàng này hình thành Nó thật sự không khởi tâm đồng niệm Bởi thì dạng vật ở đó thường hằng bất biến Có người ở đó gọi là thân kim cang bất hoại Không biến đổi Cây cỏ hoa lá Hoa cỏ tươi tốt Không héo không già Đấy là gì? Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh Sanh là có biến hóa Nó không có tâm tưởng nên nó không bao giờ biến hóa Đạo lý là như vậy Khi hiểu được lý rồi Chúng ta tin hiện tượng đó sẽ có mặt Chúng ta không hoài nghi trên thế gian này có người già đi rất nhanh có người già đi rất chậm nguyên nhân gì vậy người xưa có câu lo nghĩ khiến con người chóng già lo nghĩ là phiền não có người lo nghĩ có người khúc mắt có người mang tâm sự có người lòng đầy dục vọng đây là những người chóng già nhớ quý vị nên trừ bỏ những thứ này đi thì sẽ sống lâu nguyên nhân gì vì quý vị không nghĩ đến già trong khởi tâm động niệm của quý vị không thấy chữ già nên không già được hơn nữa quý vị không có những thứ đó những thứ đó khiến quý vị mau già quý vị không có những thứ đó nên quý vị không có hiện tượng già đi. Rốt cuộc sức khỏe từ đâu mà có? Ah, sức Nguồn gốc của sức khỏe là ý niệm. Con người ngày nay gọi là sức khỏe tinh thần. Quý vị đi bệnh, bệnh sẽ khôi phục nhanh, khôi phục chậm. Tất cả đều liên quan đến ý niệm của quý vị. Nói thẳng, thuốc thang giúp cho sức khỏe của quý vị khoảng 3 phần thôi bảy phần còn lại là ý niệm của quý vị lúc nào trong đầu cũng nghĩ bệnh đó không ổn không khỏi được đâu chắc chắn sẽ không hết bệnh nếu quý vị xem căn bệnh của mình không vấn đề gì không lo lắng suy nghĩ tự nhiên nó rất mau lành không cần trị liệu cũng khỏi căn bệnh lao da ban đỏ của cư sĩ lưu tứ dân đã chữa khỏi như thiệt bà nói với chúng tôi độ một hai tháng sau là khỏi thôi đến bệnh viện kiểm tra quả thực là khỏi ngay những bác sĩ trong bệnh viện cũng cảm thấy kinh ngạc làm sao bà khỏi được bệnh này không thể khỏi bà làm cách nào khỏi được giờ ý niệm chữa khỏi ngày nay khoa học khẳng định ý niệm có thể làm thay đổi vật chất trong vật chất đã mang sẵn mầm bệnh nếu ý niệm của quý vị thanh tịnh Thì có thể tẩy trừ được Những virus trong những tế bào trên cơ thể Khôi phục cơ thể trở lại bình thường Đây chính là cảnh tùy tâm chuyển Tất cả Pháp đều từ tâm tưởng sanh Ngày nào chúng ta cũng nói Nhưng không có ai tin Bị bệnh phải tìm thầy cho rằng nương tựa được bác sĩ không thể tin vào lời phật lời của phật nếu quý vị tin tưởng và quả quyết là có lời của phật nhất định là chân nếu quý vị tin tưởng sẽ được bình an không xảy ra chuyện gì đoan chẳng tâm niệm dùng phương pháp gì chân thành niệm phật để chính là đoan chánh tâm niệm có hàng thượng thượng thường Tâm của quý vị không có gì sánh được tâm niệm này Trong tâm chỉ có A-di-đà Phật Ngoài A-di-đà Phật ra không có một thứ gì khác Phật A-di-đà vô lượng thọ Phật A-di-đà không nhuốn bệnh Phật A-di-đà không có phiền não Phật A-di-đà không bị tai nạn Quý vị có cần không? Trước hết phải tự hỏi mình có tin không đã Giống như trong kinh này Trước phải hỏi quý vị Quý vị có hay không? Nếu chắc chắn là có Thì quý vị là người thật tin Thật sự tin tưởng Thì vấn đề của quý vị đã được giải quyết chúng ta xem tiếp đoạn sau tự nhiên ánh sáng đang vào nhau chuyển thành tối thắng tham có nghĩa là nhập ánh sáng đang xen vào nhau hồi là quay trở lại liên tiếp không gián đoạn biến đổi mãi không thôi ý của những câu này Chính là xuất sanh vô tận Mà Hoàng Nguyên Quán nói Khi quý vị xoay ống kính dạng qua Thì nó sẽ hiện Vô lượng vô biên vô tận hình ảnh Quý vị xem không hết Thể của thật tướng Thật tướng là thể tăng Phần trước chúng ta gọi là căn bản Bản thể Không tịch không chiếu Mà quay trở lại thường tịch chiếu Vì sao Đức Phật dùng những câu Thường tịch thường chiếu Lại nói phi tịch phi chiếu Là để quý vị khỏi chấp trước nếu quý vị dần dần nhận ra được chân tướng của nó Tịch là thanh tịnh Chiếu là rõ ràng Thanh tịnh và rõ ràng là đồng thời Giống như ta mở mắt Nhìn những thứ bên ngoài mắt sẽ hiện ra thường tịch thường chiếu đồng thời cũng hiện phi tịch phi chiếu phi tịch phi chiếu là gì đó là tự nhiên không do tạo tác ngày nay chúng ta không có tịch chiếu vì sao vậy Nhìn thấy những cảnh sắc bên ngoài Tâm liền động Liền khởi tâm động niệm Cần phải hiểu Khởi tâm động niệm là mê Không gọi là kiến tánh Mà nó là nhãn thức Vì sao vậy? Vì nó có phân biệt, qua chấp trước nó sẽ thay đổi cảnh giới bên ngoài Nếu chỉ có tịch chiêu Thì cảnh giới bên ngoài sẽ không thay đổi Vì sao vậy? Vì nó không có phân biệt Nó không chấp trước Nên cảnh giới bên ngoài không thay đổi Vừa nhìn Chúng ta liền phân biệt chấp trước Vừa nghe liền phân biệt chấp trước Liền đi theo Phân biệt là gì? Là thức thứ sau Chấp trước là thức mạc na Đồng thời khởi tác dụng với nhãn thức Thức thứ sáu, thức thứ bảy Cùng với a la già chúng ta thường gọi là thức thứ sáu thứ bảy có thể tiếp xúc được không chân tướng sự thật bên ngoài chăng không thể tiếp xúc với chân tướng sự thật bên ngoài là mắt tai mắt tai mũi lưỡi thân mới có thể tiếp xúc bên ngoài ý là ý thức thứ sáu không thể tiếp xúc được với những thứ bên ngoài Tất cả những tin tức bên ngoài truyền đến Nó mới biết được Giống như mấy vô tuyến vậy Mắt, tai, mũi, lưỡi thân là ở hiện trường Hiện trường là gì? Hiện trường là tướng phần của A Lại già Những hình ảnh thức thứ sáu nhìn thấy là những hình ảnh do nhãn thức truyền đi Nhãn thức giống mấy thu hình Thấy những hình ảnh Tin tức sẽ truyền đến đâu Nó cũng có một hình ảnh Một hình ảnh tiếp nhận Thức thứ sáu Thứ sáu là tướng phần Tướng của thứ thứ sáu từ đâu mà có Tướng của thức thứ sáu từ tướng của tiền ngũ thức mang lại nên nó mới có hình ảnh hình ảnh, ảnh của nó là phân biệt lập tức truyền đến mạt na mạt na là chập trước a lại gia liền ghi lại hình ảnh nghiệp <laughs> tập chủng tử liền nằm trong a lại gia a lại gia là kho tư liệu kho tư liệu này sẽ tập hợp tất cả bởi ừ, thì trí nhớ của quý vị nhắc đến ngày hôm qua thì nó sẽ nghĩ đến ngay Tất cả những thứ này từ trong kho tư liệu Do kho tư liệu mang ra Quý vị mới rõ ràng Bởi thế nên bị Thực thứ sao thứ bảy Không thể nhìn thấy bên ngoài Nếu nó rời tiền ngũ thức thì không thể khởi tác dụng Đây là tâm lý học của Phật giáo So với tâm lý học trong nhà trường Nó hay hơn rất nhiều Khi tôi còn trẻ Học đại học tâm lý học Đọc những cuốn sách đó rồi Sau khi xem kinh Phật Tôi không để mắt đến những cuốn đó nữa Kinh Phật hay quá Nói rất chi tiết Nói rất khúc chiết Tám thức khởi tác dụng Năm mươi mốt tâm sở Mỗi tâm sở đều có tứ phần Chiến phần Tự chứng phần Chứng tự chứng phần Đều có tứ phần Tốc độ của nó còn nhanh hơn mấy vi tính. Tất cả đều hỗ trợ nhau liên kết Chuyện biên tối thắng Lưu chuyển không thôi Biến hóa không ngưng Biến hóa vô cùng Bởi thì trong Hoàng Nguyên Quang Nói về ba thứ chù biến Quả cầu xuất sanh vô tận Có nghĩa là biến hóa khôn cùng Biến hóa vô cùng bởi thì thể của thật tướng là Phi tịch phi chiếu Thường tịch thường chiếu Tịch mà thường chiếu Nên từ Pháp thân Quá ra báo thân Và quá thân Phật Pháp thân là gì? Đây chính là Thương tịch quan Phá thân không có tương Danh từ trong kinh Phật gọi là Tì Lô Giá Na Đây là tiếng Phạm Tì Lô Giá Na có nghĩa là gì? Là biến nhất thiết sự À, cũng có nghĩa là biến nhất thiết thời Biến nhất thiết sự Biến nhất thiết thời Không nơi nào không có Không lúc nào không có Không có hình dạng Nên không thấy được Nhưng tất cả các hiện tượng Đều do nó biến hiện ra Nó chính là bản thể Nó là căn bản Nó chính là tự tăng Pháp thân Quá thân từ đó mà có Báo thân là tự thọ dụng, Quá thân là tha thọ dùng Tha thọ dụng thân là báo thân để giáo hóa chúng sanh Giáo hóa chúng sanh cần phải dùng ứng quá thân để cảm ứng đạo giao với tất cả chúng sanh trong thập pháp giới, chúng sanh có cảm thì các ngài sẽ hiện. Trải qua các đời, bắt đầu từ Đức Phật Thích Ca, Phật Bồ Tát La Hán, chư vị Tổ sư, tất cả đều ứng hóa thân Báo thân trú ở đâu Báo thân trú ở cõi thật báo Trú ở báo độ Dính hàng bực biển Khi có duyên với chúng sanh Thì báo thân sẽ hiện tiền Khi hết duyên Thì báo thân cũng không còn Chúng ta nghĩ xem Duyên này hết được chăng Không thể Y chánh trang nghiêm của thập Pháp giới Tuy nó ở đây biến hóa Thành trụ hoài không Như sinh lão bệnh tử của con người Trong lục đạo Chết rồi lại rơi vào luân hồi Lại sinh lão bệnh tử Mãi mãi quay cuồng như thế Không bao giờ ngừng Sau khi chết rồi sẽ như thế nào Sau khi chết rồi lại đầu thai Lại sinh ra Lại sinh lão bệnh tử quay cuồng trong bao lâu rồi vô lượng kiếp rồi vẫn còn luân hồi bởi thế trong kinh phật gọi là khổ nhọc trong sinh tử còn không giác ngộ sao không được quay cuồng nữa khổ nhọc sinh tử là do mê hoặc điên đạo kết bao nhiêu oán kết với chúng sanh đó chính là oan oan tương báo Tạo thành những gì Đức Phật dạy Báo ân, báo oán, trả nợ, đòi nợ Làm những chuyện như thế Phải thật sự hiểu rõ những chuyện này Thì khi, khi gặp những người Làm hại quý vị trong đời này Quý vị mới có thể cười xòa Tại sao Người này đối với tôi rất tốt Báo ân đó Người kia đối với tôi không tốt Đến báo oán đó Người kia đến lừa ta Đó chính là trả nợ Người này cúng dường ta là họ trả nợ cho ta Họ lừa ta là ta trả nợ cho họ Không phải như thế sao Cứ cười xòa Như thế thì tâm ta mới thoải mái Không bị thương tổn đấy là diệu kế đời này tôi đã tiêu nghiệp chướng kết pháp duyên không còn kết tình duyên của thế gian mà kết pháp duyên kết pháp duyên sau khi quý vị đã thành phật họ gặp phải khổ nạn họ phát tín hiệu quý vị nhận được và đến giúp đỡ họ ngay Hiện ứng quá thân Hiện thân gì là do ý niệm của họ Bởi vì lúc đó quý vị không khởi tâm đồng niệm nó không còn phân biệt chấp trước Phân biệt chấp trước của họ Tùy theo phân biệt chấp trước của họ Để hiện thân thuyết pháp Không theo bản thân mình Bản thân mình là Hiện thân thuyết pháp nên không khởi tâm Không động niệm Không còn phân biệt chập trước Vấn đề này không giống phàm phu chúng ta Hiện thân giống chúng ta Nhưng kỳ thực hoàn toàn khác Phật Thích Ca Mâu Ni ứng quá thần ở thế gian này 80 năm Nhưng không khởi tâm, không đồng niệm Chẳng những không khởi tâm, không động niệm Mà tập khí khởi tâm, động niệm của Ngài cũng không có Vì sao? Vì Ngài là diệu giác như lai Chứ không phải là Bồ Tát Đặng Giác đã thành Phật từ lâu Thì làm sao Ngài lại còn tập khí Hoàn toàn không còn tập khí chúng ta không học đại thừa nên không thể hiểu được chân tướng sự thật học đại thừa rồi sẽ hiểu hiểu rất rõ học tập nhiều năm như vậy từ từ ta giác ngộ ra đối với sự việc này ta sẽ không còn hoài nghi lời phật dạy trước đây đã hoài nghi Bây giờ càng lúc không còn hoài nghi nữa Tính tâm đầy đủ Như thế mới được thọ dụng Được thọ dụng gì? Trước có nói là tịnh định an lạc Đây là những gì tiên sinh phương Đông Mỹ đã nói Sự hưởng thụ cao nhất của con người Điều này Không liên quan gì đến giàu nghèo sang hèn Đây là chân lạ Là sự hưởng thụ thật sự Có người thắc mắc Tại sao quý vị lại học Phật Quý vị dùng câu này trả lời là thích đáng nhất Tôi học Phật là bởi định định an lạc Tôi có thể đạt được điều này. Người đời không thể quá được. Vậy thì Phật Pháp gọi thế gian này là Hồng Trần. Trong Hồng Trần không thể có tịnh định an lạc. Niềm vui trong Hồng Trần là sự kích thích. Tôi thường lấy việc hút chích ma túy để làm thí dụ Nó có cảm giác lân lân Sau sự lân lân đó là buồn khổ Nó để lại di chứng Đến đến an lạc không như thị Bởi thì nó là chân lạc Thế gian là giả lạc Phật đã dạy rất rõ ràng Vui thế nào phụ chỉ chấm dứt trong phục chốc Quý vị cảm thấy rất vui Khi thực làm gì có niềm vui Ngày ăn ba bữa no là vui Nếu một bữa không ăn thì thấy khổ Đói khác đến khổ Đói ba ngày lại càng khổ hơn Khổ càng thêm khổ Khổ không thể biến thành vui Không thể nói nhìn đói suốt nửa tháng Thì sẽ vui lên Không có chuyện đó Bởi thì vui biến thành khổ Đó là cái vui giả tạo Vui ăn món ăn ngon Ăn một cách vui vẻ nếu bắt quý vị phải ăn hai mươi bát thì quý vị sẽ mất mạng ngay, không thể như thế được. khiêu vũ rất vui. nếu tôi bắt quý vị nhảy suốt bảy tám ngày quý vị sẽ xin tha mạng ngay. bởi thế vui sẽ biến thành khổ, đây là giả tạo. khổ không thể biến thành vui. Đức Phật nói thế gian này khổ là thực sự, còn vui chỉ là giả tạo. Niềm vui tịnh định an lạc là chân thật chứ không phải giả Nó không thay đổi Cho nên chúng ta phải tìm chân lạc Đừng tìm niềm vui giả tạo Hết giờ rồi hôm nay chúng ta học đến đây Nam Mô A Di Đà Phật Nguyện đem công đức này Hồi hướng bốn ân và ba cõi Nguyện khắp pháp giới các chúng sanh đồng sanh cực lạc thành Phật đạo. Chúng Phật tử đạo tràng tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật.